Mở đầu là phần tin kinh tế, sản vật cá linh mùa nước nổi hiện đang được bày bán rất nhiều ở các chợ trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, nên giá bán đã giảm sâu so với đầu mùa con nước nổi. Nhiều tiểu thương ở các chợ xã An Hòa, An Long, Phú Thành A và chợ thực phẩm Tam Nông, huyện Tam Nông cho biết hiện tại có rất nhiều người bán cá linh so với hồi đầu mùa nước nổi, nên lượng cá linh rất dồi dào. Giá bán cá linh còn sống từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký. Giá cá linh đã mốc hầu làm sạch ruột từ 100.000 đến 120.000 đồng một ký, giảm hơn phân nửa so với đầu mùa. Ở miền Tây, chỉ vào mùa nước nổi mới có cá linh. Giá cá linh giảm sâu nên được rất nhiều người mua về chế biến các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.